Em khui chảo mai em ship cho mọi người nha. Bữa nay em bận quá rồi không ship được. Ai có đơn là có hàng. Đấy. Đám cái chảo hết sạch rồi, đang thiếu một cái. Đây có anh chuyên bóc siêu. Đẹp trai chuyên bóc siêu nhưng mà nay đang bị ốm. Đang bị ốm. Tội nghiệp. Một tí cháo Oliver chị gió mai là cứ có khệ thông vậy thôi, mai khệ cho người ta à bỏ ra hả. Ôi, này có đấy là một cái có vung à, không có vung. Cái vung đây này. Đây. 24. Đây là loại 24 cm và mới mới hôm qua mới ra loại 26 cm nhá, là gần 1,2 triệu. Còn loại này là ôi giời ơi nó nặng lắm cơ. Hàng này thì ra cái nào chất cái đó nha mọi người. Ôi giời ơi. 3 lớp. 24. Có sách kinh nghiệm sử dụng. Có sách hướng dẫn sử dụng và có phiếu bảo hành. Mai em ship nha.